Hình thành trung pháo tam binh trực hoành xa, đối phản cung mã. Bố cục tả hoành xa đối phi hữu tượng. Cờ đen lên tượng cánh phải, nước cờ ít thấy được dùng. Đến đây cờ đen có 3 phương án đi quân. 1 là pháo 2 bình 1, 2 là sĩ 4 tiến 5, và 3 là tốt 1 tiến 1. Phương án đi quân cờ đen, pháo 2 bình 1. Đen bình pháo nhằm thông xe, nước cờ tích cực. Đỏ đi xe quá hà. Đỏ còn hai khả năng khác. Một là đỏ đi xe 9 bình 6. Hai bên ngang thế. Hai là đỏ đi xe 9 bình 4. Cờ đen khai cục vừa lòng. Như đỏ xe 2 tiến 6. Đen tiến pháo là nhằm bỏ quân lấy thế, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đen đi xe 8 tiến 2 giữ mã. Cờ đỏ ưu thế. Như đen pháo 6 tiến 4. Đỏ bình xe. Đổi lại như đỏ ăn mã. Cờ đen bỏ quân lấy thế công. Như đen xe 3 bình 4. Đen vật pháo ăn tốt đầu, nước cờ hay. Đổi lại, như đen đi xe 8 tiến 6 giữ pháo. Cờ đỏ ưu thế lớn.
như đen pháo 7 bình 5. Đen ăn mã, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đen đi pháo 1 tiến 4. Cờ đỏ dễ đi. Như đen mã 4 tiến 5. Đen lên xe kỵ hà nhằm chiếm yếu lộ, nước cờ chặt chẽ có sức mạnh. Đỏ lên xe đuổi mã. Đổi lại như đỏ đi xe 4 tiến 5 tắc mắt tượng. Đen khí tốt, nước cờ tranh chủ động. Cờ đen ưu thế. Như đỏ xe 4 tiến 2. Đen lên xe giữ mã. Đổi lại, như đen nhảy mã chém pháo đầu. Cờ đỏ hơi ưu. Như đen lên xe giữ mã. Hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại phương án đi quân này.
Hai bên ngang thế. Phương án đi quân thứ hai của đen là sĩ 4 tiến 5. Đen đấm tốt 9. Đổi lại, như đen đi tốt 1. Đến đây, cờ đen có hai khả năng đi quân. Một là đen đi tốt 3 tiến 1 ăn tốt. Cờ đỏ hơi ưu. Hai là đen đi mã 7 tiến 6. Cờ đỏ ưu thế. Như đen tốt 9 tiến 1. Đỏ lên xe tuần hà, nước cờ mất tính ổn định, vững chắc. Đổi lại, như đỏ đi mã 3 tiến 4 lên hà. Cờ đen hơi ưu. Như đỏ xe 2 tiến 4.
Đỏ lùi mã phải giữ tốt đầu. Nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Cờ đen có thể đánh một trận. Mời các bạn xem lại phương án đi con này.
Cờ đen có thể đánh một trận. Phương án đi quân thứ ba của đen là tốt 1 tiến 1. Đen đấm tốt 1 là nhằm khống chế mã, đồng thời mưu đánh thông biên hà. Đỏ pháo 8 bình 7, nước cờ mang tính bình ổn. Đỏ còn hai khả năng khác. Một là đỏ đi xe 9 bình 4. Cờ đen vừa lòng. Và hai là đỏ đi xe 9 bình 6. Hai bên ngang thế. Như đỏ pháo 8 bình 7. Đen ăn tốt, nước cờ mưu thực lợi. Đen xuất xe mời đổi, nước cờ đơn giản có sức mạnh. Đen tiến xe kỵ hà là bỏ trước lấy lại sau. Nước cờ nhìn xa trông rộng. Đỏ nhảy mã lên đầu. Nước cờ không thỏa đáng. Đổi lại, đỏ thể đi xe 8 bình 9 ăn pháo. Hai bên ngang thế. Như đỏ mã 7 tiến 5. Đen bình pháo lộ 3, nhòm tượng giữ mã. Nước cờ vừa công vừa thủ.
Đen bình xe bắt xe, nước cờ chặt chẽ. Cờ đen mở rộng ưu thế. Đỏ đấm tốt đầu. Đổi lại, như đỏ đi pháo 7 bình 6. Cờ đen ưu thế. Như đỏ tốt 5 tiến 1. Cờ đen nhiều tốt, ưu thế lớn. Mời các bạn xem lại phương án đi con này.
Cờ đen ưu thế lớn. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.